Ngày 13 tháng 12, hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, chính quyền nước này đã cấm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đi nghỉ ở Nga, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng sau vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga vì cho rằng chiếc máy bay này vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Moscow khẳng định cường kích của họ chỉ hoạt động trên lãnh thổ Syria. Theo Anatolia, lệnh cấm trên áp dụng đối với cả quân nhân cũng như học viên các trường quân sự, và đây là biện pháp đề phòng sau khi máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Trước đó, hồi tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Nga nếu không có việc gấp. Trong một diễn biến khác có liên quan tới quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, thủy thủ trên một tàu khu trục Nga đã phải bắn cảnh cáo một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ khi phương tiện này cố tình tiếp cận chiến hạm Nga và không đáp lại các nỗ lực liên lạc. Kênh truyền hình RT của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực phía bắc vùng biển Aegean, cách đảo Lemnos của Hy Lạp hơn 22 km. Với hành động cứng rắn của thủy thủ Nga, chiếc tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổi hướng đi. Sau khi xảy ra vụ việc, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã triệu tùy viên quân sự Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga tới để thảo luận về sự việc này.